Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tải thành công cái con app game có tên gọi là Kawin mọi người nhé. nó cũng được lọt top 1 trong 10 con app game được thịnh hành cũng như được tải về nhiều nhất trong năm 2023 này luôn. Vì vậy nên cái độ uy tín của nó vô cùng là cao mọi người nhé. Mọi người tránh trường hợp vào những cái trang web lậu nó lừa đảo lừa tiền của mọi người đó. Và link game uy tín này mình đã để dưới phần mô tả rồi. Mọi người hãy cố gắng truy cập theo đúng cái đường link của mình dẫn tải game về thành công và an toàn mà thôi. Khi tải game về và đăng nhập thành công thì mọi người sẽ được nhận cái lọc đầu tài đó là gần 30k bằng cách liên hệ trong sóc khách hàng mọi người nhá ngày hôm nay mình đang có cái số vốn tạm gọi là hơn 17 m một xíu này gần 18 m thì mình sẽ lựa chọn cái bộ môn đó là tài xỉu một đến năm để có thể là kiểm tra ngày hôm nay mọi người ơi tài xỉu hay tài xỉu một đến năm của 68 game bài nó đều là không cân cửa không cân bảng mọi người nhá cho nên là mọi người cứ bình tĩnh đặt cược cho mình cứ lấy cái thời gian đâu đó khoảng 50 giây mọi người suy ngẫm thật kỹ đi xong sau đó hãy nên đặt cược nhá đặt cược xong rồi là không có rút lại được đâu mọi người ơi. cho nên là cứ bình tĩnh đặt cược cho mình tránh trường hợp là đặt xong rồi là lại kiểu là bị phân vân quá thì không lên mọi người nhé chơi theo cái kiểu cứ đặt tài mà, mà nghĩ vào bên xỉu thì nó khá là đen đấy cái ván đầu tiên mất đâu đó khoảng 3 mê rồi đáng tiếc thế nhỉ mọi người ơi 13 t xuống 8 x này ok luôn thì cái ván tiếp theo này thì mình sẽ đặt cược nó đỏ vào cái gì cho nó hợp lý được nhỉ ờ, mình sẽ đặt cược cái ván này Nó đỏ vào phía bên uh, bên tài mọi người nhá Mình sẽ đặt cược ván này nó đỏ vào phía bên tài đi Đặt cược cái số tiền đâu đó khoảng 4 mê này Đang lẻ 4 mê thì đặt cược cái số tiền khoảng 4 mê mọi người nhá À, thì không biết là nó có chịu ra bên tài là không đây. Thấy mình thấy nó đang đi theo cái kiểu cầu 1 2 này, 1 2 thì không biết là nếu mà đi theo đúng cái kiểu cầu 1 2 tiếp tục vậy thì ván này chắc chắn nó đổ về phía bên tài rồi. Còn nó đi theo cái kiểu cầu 2 2 thì mình thật sự là rất là đáng tiếc luôn. Và những cái cầu mà nó thực sự nó rất chi là hay vẻ đó là cái cầu cầu 1 1 này, 1 2 2 1 2, 2 2 hay thậm chí 3 3 mọi người nhá. Đấy còn những cái cầu nào mà nó cứ tiếp tục nó bẹt vào phía bên xỉu thì mọi người cứ đặt vào xỉu cho mình. Còn những cái kiểu mà nó cứ bẹt vào phía bên tài thì mọi người cứ theo tài nhá Còn khi nào nó lệch thì mình bắt đầu là mình sẽ chuyển hướng sang một bài toán khác mọi người nhá 5, 4, 3, 2, 1 Có đổ vào phía bên tài là không đây Ván này thành công rồi Thu được cái số tiền đó là 3,8 m. mọi người ơi Đó, phải ván được ván mất thì mình mới có cái động lực để có thể là chơi tiếp chứ đúng không mọi người Chứ ván nào cũng đòi ăn hết của mình thì lấy tiền đâu ra mà chơi đúng không mọi người ơi Từ 8x lên 11t này Ok luôn, ván này thì mình sẽ đặt cược đâu đó là đổ vào phía bên 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 gì được nhỉ? Bên tài mọi người nhá có khả năng rất cao nó đi theo cái cầu cầu 1 2 à thôi thôi ván này thì mình sẽ đặt cược theo cái bên xỉu đi có khi là nó đi theo cái kiểu cầu cầu một 11 một cũng có khi đấy mọi người ạ cho nên là ván này thì mình sẽ đặt cược cái số tiền tầm 3 ba mê thôi mọi người ơi vì mình thật sự cũng rất là phân vân cho nên là mình sẽ đặt cược cái số tiền tầm ba mê thôi à, cái mức đặt cược của mình dao động từ 1 cho đến là 10 mê thì là cái chuyện hết sức bình thường mọi người nhá tại vì sao mà mình đặt cược được cái số tiền nó lớn như thế là bởi vì mình thực sự mình chơi là khá là nhiều những cái con áp game như thế này rồi thì cái tâm lý của mình nó cũng được ổn định rồi mọi người ạ chứ nó không còn bị lung lay đâu mỗi khi mà mình tải game về thì mình thật sự một hai ván đầu mà mình mất thì thực sự Thực sự là mình cũng rất chi là run tay đấy mọi người Tâm lý nó cũng bị uh, trao đảo đấy uh, Mất tiền thì tiếc chứ đúng không Để Tiếc thì uh, càng ngày lại càng đặt đen hơn mọi người ơi Ok luôn ván này nó đỏ vào phía bên tai này Khá là đen luôn Đang định đặt vào phía bên tai thì lại nghĩ sang bên, bên xỉu Đen thế nhà mọi người ơi 11T lên 16T này. Ván này thì mình sẽ loanh quanh đặt cược nó đổ vào cái gì cho nó hợp lý được nha. Ván này thì mình sẽ đặt cược nó đổ vào phía bên xỉu mọi người. Thì mình sẽ đặt cược cái số tiền đâu đó khoảng 5 mê này. Mình đang lẻ đâu đó khoảng 5 mê đặt cược luôn, số tiền đó là 5,1M này. Biết đâu cái số lẻ này, nó lại may mắn đối với mình thì sao? Đặt cược cái số tiền tròn tròn thì nó khá là đen thì bây giờ đặt cược cái số lẻ này mọi người nhá. Khi mà mọi người lựa chọn những cái gói game như thế này ấy, thì thực sự ngày đỏ thì mọi người kiếm tiền là rất chi là ok luôn. Còn ngày mà mọi người đen ấy thì mọi người phải đành chấp nhận mất tiền thôi và phải đành nghỉ sớm thôi mọi người nhá. À, cứ chơi mà đặt 3 bốn ván đầu mà nó thấy nó đen quá hay 5 ván đầu mà nó cứ thế nó mất dần số tiền đi ấy. thì mọi người bắt buộc phải nghỉ cho mình mọi người nhá. Mình biết là mọi người tiếp đấy muốn là làm sao mà có thể là gỡ gạt được cơ chứ chưa chịu nghỉ đâu nhưng mà càng chơi thì mọi người càng đen đấy mọi người nhá cho nên là mọi người phải nghỉ sớm dùng cho mình ăn non chạy non mãi mãi là chân ái ở những cái con app game này rồi mọi người cứ cứ ăn non chạy non thì game nào thì mọi người cũng sẽ thành công mà thôi. Ván này loanh quanh nó lại đỏ vào phía bên tài kìa. Đen thế nhỉ mọi người ơi. 16T xuống 14T này. Đen thế nhỉ. Ván tiếp theo thì mình sẽ đặt cược nó đỏ vào phía bên gì cho nó hợp lý được nha Mấy ván tiếp theo này mình sẽ đặt cược nó đỏ vào phía bên nào. Ờ, bên tài mọi người nhá thì mình sẽ đặt cược cái số tiền đó là 10 mê đi à đâu 7 mê đi mọi người ơi. đó đặt tất tay luôn 7 mê là còn giữ lại tầm 3 mê thôi nếu mà thành công thì quá là ngon mà không thành công thì mọi mình phải chấp nhận thôi nếu mà ván này mà đen ấy thì mình sẽ nghỉ sớm tại đây thôi chứ mình không có tham làm gì mọi người nhá vì cảm giác ngày hôm nay mình thực sự rất là đen luôn ấy loanh quanh đâu đó mất khoảng là mười mấy mê rồi ngay cái ván đầu tiên vào trận đấy thì mình có loanh quanh đâu đó mười mấy mê cơ mọi người mười bảy mười tám mê thôi bây giờ sau cái ván đặt cược này mình còn có ba mê thôi nếu mà ván này mà được thành công thì uh, rất chỉ là hạnh phúc luôn mọi người ạ không biết là cái ván này nó có chịu ra tài tiếp tục hay là không đây. Nó mà bẹt theo cái kiểu cầu tài này thì quá ư là ngon mọi người nha. Đó thì loanh quanh đâu đó nó đang rơi vào phía ba lần và phía bên tài rồi. Thì một lần cuối cùng là đổ vào phía bên tài đi. Cầu xin đó. Ui dồi ôi quá ư là hạnh phúc luôn. Đấy mình bảo là phía bên tài thì nó bẹt thật mọi người. Đó loanh quanh ván này đã được đâu đó khoảng là 6 triệu 650 nghìn mọi người nhá. Mọi người sẽ mất đâu đó khoảng là 5% tiền thuế nha mọi người ơi. Đó thì mọi người đặt cái số tiền càng cao thì cái cái tiền thuế mọi người chịu nó càng lớn thôi. Thôi. đó thì uh, 5% tiền thuế nó là hợp lý rồi, còn những cái con app game khác ấy thì mình thấy loanh quanh mất đâu đó khoảng 7 đến 10% tiền thuế cơ. Như thế này thì quá ư là hợp lý rồi, cho nên là mọi người đừng có nên thắc mắc làm gì mọi người nhá. Ván này thì mình sẽ đặt cược nó rơi vào vào phía bên uh, tài tiếp tục này. Mình sợ nó lại tiếp tục bẹt vào phía bên tài đó thì mình sẽ đặt cược đâu đó khoảng 5 mê nhá. Uh, nếu mà ván này thành công thì mình sẽ nghỉ tại đây thôi chứ mình không có tham làm gì mọi người ơi. Đó thì uh, chơi như thế này thôi chứ ván này một là thành công mà hai là thất bại thì mình cũng sẽ nghỉ tại đây thôi mọi người nhá phải biết ăn non chạy non thôi chứ nếu mà cứ để kiểu kiểu đỏ ấy thì mà cứ lao đầu lao đỏ lao cỏ vào mà chơi ấy, thì chắc chắn nó sẽ dỡ tới dây đen thôi mà còn cứ chơi đen ấy thì mà cứ cứ tham quá mà đòi kiểu gỡ gạt ấy, thì càng ngày càng đen thôi mọi người nhá Ván này thành công rồi, đấy, giúp cho mình thu về được cái số tiền đó là 4 triệu 750 nghìn. Thế là ngày hôm nay thành công kiếm chắc được đâu đó khoảng là 5, 6, 7 mê mọi người nha. Thì mình xin phép được dừng tại đây thôi chứ mình không có tham làm gì và hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo. Bye bye tất cả mọi người nhé.